Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình thời sự trưa thứ ba ngày 30 tháng 3 của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Trong chương trình thời sự trưa nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Họp ban chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Sơn La triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021. Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh. Công an huyện Mai Sơn đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Sau đây là nội dung chương trình. Sáng nay ngày 30 tháng 3, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo đã chủ trì hội nghị ban chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nhằm đánh giá kết quả công tác quý 1 triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2021, gọi tắt là ban chỉ đạo 35 của tỉnh. Dự họp có đồng chí Đinh Thị Bích Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí thành viên ban chỉ đạo. Trong quý 1 năm 2021, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo, triển khai có hiệu quả các nghị quyết số 35 ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Bộ Chính trị, nghị quyết số 01 ngày 17 tháng 12 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội năm 2021, kịp thời định hướng tư tưởng, chủ động phòng ngừa những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, nâng cao cảnh giác về các âm mưu thủ đoạn, đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Ban chỉ đạo 35 cấp huyện và tương đương đã chủ động tăng cường công tác nắm bắt tình hình, tư tưởng, dư luận xã hội, tuyên truyền phổ biến chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước sâu rộng đến cán bộ đảng viên, các tầng lớp nhân dân, chỉ đạo hướng dẫn đội ngũ cộng tác viên chia sẻ, lan tỏa những thông tin tích cực, gương người tốt việc tốt, đồng thời tham gia bình luận, đấu tranh phản bác lại thông tin sai trái, xuyên tạc, sai sự thật trên không gian mạng. Sáng nay ngày 30 tháng 3, đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã chủ trì hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Năm 2020, tình hình thời tiết các loại hình thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh Sơn La đã làm 4 người chết, 12 người bị thương, trên 9.000 nhà bị thiệt hại, trong đó 43 nhà bị thiệt hại hoàn toàn. Diện tích cây trồng thiệt hại 4.200 ha với tổng thiệt hại do thiên tai năm 2020 ước tính trên 219 tỷ đồng. Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp đã tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện phương châm 4 tại chỗ, rà soát, bổ sung phương án chủ động kế hoạch chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư, hàng hóa, phục vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trước và trong mùa mưa lũ. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những nguyên nhân tồn tại hạn chế và đề xuất giải pháp khắc phục nhằm triển khai hiệu quả công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh năm 2021, công tác vận hành hồ chứa thủy điện, bảo đảm an toàn hạ du, dự trữ hàng hóa, nhu yếu phẩm, phục vụ công tác phòng chống thiên tai trong những năm tiếp theo. Thời gian qua, các bộ, ngành địa phương đã đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, tập trung nguồn lực nâng tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và tích hợp cung cấp trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Để phát triển chính phủ điện tử, chuyển đổi số, các bộ ngành địa phương đang tập trung triển khai hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, kết nối chia sẻ khai thác triệt để dữ liệu để giảm tối đa giấy tờ trong xử lý thủ tục hành chính, cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, sử dụng khai thác hiệu quả các dịch vụ cung cấp trên nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu quốc gia. 100% các bộ ngành địa phương hoàn thành xác định cấp độ an toàn hệ thống thông tin và đề xuất phương án đảm bảo an toàn thông tin. Tại tỉnh Sơn La đã xây dựng cổng thông tin điện tử 3 cấp, tích hợp cổng thông tin điện tử của tỉnh, trang thông tin điện tử của các sở ban ngành, ủy ban nhân dân các huyện thành phố. 100% cơ quan hành chính từ tỉnh đến cơ sở, đơn vị sự nghiệp trực thuộc và các sở ban ngành đã triển khai kết nối đồng bộ và thông suốt hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành trên trục liên thông quốc gia. Tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan đơn vị dưới dạng điện tử đạt 97%, triển khai 530 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4, thực hiện tiếp nhận và trả kết quả 669 thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Để đẩy mạnh thu hút đầu tư, tỉnh Sơn La đã tư vấn hỗ trợ về thủ tục hồ sơ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thành lập mới được chuyển đổi từ hộ kinh doanh, cũng như các thủ tục về đăng ký đầu tư,
thủ tục cấp giấy phép kinh doanh, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuộc các lĩnh vực, chuyên ngành khác. Toàn tỉnh hiện có trên 2.700 doanh nghiệp. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong những năm gần đây đã phát triển cả về mặt số lượng và chất lượng, lĩnh vực đa dạng, sản xuất kinh doanh đa ngành nghề, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn hiện nay đã hình thành một số vùng sản xuất hàng hóa tập trung có hiệu quả cao. Các chính sách hỗ trợ của tỉnh ban hành đã giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp, ổn định sản xuất kinh doanh và có bước tăng trưởng ngày càng mạnh mẽ. Cùng với việc tăng cường quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, các quy trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng được đầu tư quy mô hơn, chuyên nghiệp hơn, đã góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Một số sản phẩm của các doanh nghiệp trong tỉnh đủ sức cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước, gắn phát triển doanh nghiệp với bảo vệ môi trường. Những năm gần đây, huyện Phú Yên đã tuyên truyền vận động người dân tập trung cải tạo vườn tạp, mở rộng diện tích trồng cây ăn quả. Trong năm 2020, toàn huyện trồng mới được gần 192 ha, nâng tổng số diện tích cây ăn quả trên địa bàn lên 2.570 ha. Trong quá trình triển khai, các cơ quan đơn vị chuyên môn đã thường xuyên tổ chức tập huấn hướng dẫn nhân dân kỹ thuật trồng chăm sóc phòng trừ sâu bệnh hại cho cây bằng cách sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 4 đúng, tổ chức cho các hộ dân đi tham quan, học tập kinh nghiệm các mô hình trồng cây ăn quả hiệu quả tại các địa phương trong và ngoài huyện. Hiện nay, huyện Phú Yên tập trung trồng các loại cây như cam, bưởi, xoài, nhãn, chanh leo và cây sơn tra, phân bổ chủ yếu ở xã Mường Thải, Mường Cơi, Tân Lang. Từ đầu năm đến nay, sản lượng thu hoạch đạt 9.895 tấn quả các loại. Đến nay, huyện Mường La đã tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần thứ 2 và lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, có 63 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Mường La, nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó đại biểu nữ chiếm 42,86%, người dưới 40 tuổi chiếm 44,44%, người dân tộc thiểu số chiếm 77,78%. 16 xã thị trấn trên địa bàn huyện cũng đã hoàn thành tổ chức hội nghị hiệp thương lần 2, giới thiệu 365 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã. Hiện nay, huyện Mường La đang tổ chức lấy ý kiến và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức hội nghị hiệp thương lần 3, đảm bảo công tác an ninh trật tự, tiếp nhận và giải quyết các ý kiến kiến nghị, đơn thư khiếu nại của công dân. Chú trọng công tác thông tin tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ ý nghĩa, mục đích, tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng. Vì vậy, lực lượng công an huyện Mai Sơn đã xây dựng các chương trình, kế hoạch và giải pháp cụ thể, đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng quy định. Công an huyện Mai Sơn đã và đang tập trung chỉ đạo công an các xã thị trấn, chủ động bám sát cơ sở, bố trí lực lượng, nắm bắt tình hình địa bàn, nhất là các tuyến, địa bàn trọng điểm, quyết tâm không để hình thành các điểm nóng và các vụ việc phức tạp phát sinh tại cơ sở, tạo nền tảng vững chắc, đảm bảo ổn định về an ninh trật tự trên địa bàn huyện. Lực lượng công an xã chúng tôi đã bố trí rồi phân công các lực lượng cho các đồng chí công an xã, cũng như là phân công các đồng chí công an viên của các bản ở trên địa bàn, kịp thời nắm bắt tình hình các vụ việc phát sinh tại địa bàn cơ sở, qua đó để tham mưu với các cấp chính quyền để giải quyết kịp thời. Với lực lượng công an các xã, nắm bắt tình hình dư luận xã hội về công tác bầu cử, đồng thời xây dựng kế hoạch, phương án chi tiết, giữ vững an ninh trật tự để cuộc bầu cử được diễn ra an toàn. Thì lực lượng công an xã đã tập trung triển khai các kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, cũng như là rà soát, tập trung triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm đảm bảo an toàn về an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống đối với các đối tượng mà lợi dụng để mà nhằm chống phá và trong cái đợt bầu cử này. Bám sát, nắm bắt tình hình trên địa bàn, Công an huyện Mai Sơn đã xây dựng chương trình kế hoạch và phân công cán bộ chiến sĩ tuyên truyền vận động người dân tích cực tham gia, đảm bảo đúng quy định của luật bầu cử. Bám sát sự chỉ đạo của công an tỉnh, Công an huyện đã xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, chỉ đạo các lực lượng tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn mọi âm mưu gây rối an ninh trật tự, bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có yêu cầu, bảo đảm tuyệt đối an toàn các hoạt động bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, không để xảy ra các tình huống đột xuất
bất ngờ. Thời gian tới, Công an huyện Mai Sơn tiếp tục tăng cường đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật, làm tốt công tác quản lý nhân hộ khẩu, quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện và bảo đảm tốt trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, phòng chống cháy nổ, góp phần để bầu cử thành công tốt đẹp. Tỉnh Sơn La đặt mục tiêu phát triển vùng lòng hồ thủy điện Sơn La thành động lực phát triển du lịch tỉnh Sơn La và trở thành khu du lịch quốc gia trong tương lai, phát triển theo hướng du lịch tham quan sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch nghỉ cuối tuần, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, giữ vững an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội. Theo quy hoạch phát triển du lịch vùng lòng hồ thủy điện Sơn La, phấn đấu đến năm 2025 đón khoảng 278.000 lượt khách, trong đó khoảng 3.000 lượt khách quốc tế. Năm 2030 đón khoảng 420.000 lượt khách, trong đó khoảng 5.000 lượt khách quốc tế. Cơ sở lưu trú tăng trưởng bình quân 14,87% trên năm. Đến năm 2025, tạo việc làm cho khoảng 2.200 lao động, trong đó khoảng 700 lao động trực tiếp, 1.500 lao động gián tiếp. Năm 2030, tạo việc làm cho khoảng 4.500 lao động, trong đó khoảng 1.400 lao động trực tiếp, 3.100 lao động gián tiếp. Để đạt mục tiêu trên, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu là xây dựng cơ chế chính sách và huy động nguồn vốn đầu tư cho phát triển du lịch vùng lòng hồ thủy điện Sơn La, đào tạo nguồn nhân lực du lịch, xúc tiến quảng bá, tăng cường và mở rộng hợp tác liên kết về du lịch, phát triển sản phẩm du lịch, phát triển du lịch gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Thưa quý vị và các bạn, với quan điểm xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, hiện nay cùng với các địa phương trong tỉnh, huyện Vân Hồ đang tích cực giữ vững và củng cố các tiêu chí tại xã đạt chuẩn nông thôn mới, đồng thời đề ra các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu tiếp tục phấn đấu giai đoạn 2021-2025 có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Là huyện vùng cao biên giới được thành lập theo nghị quyết số 72 năm 2013 của Chính phủ, huyện Vân Hồ có 14 xã, trong đó có 10 xã vùng 3 đặc biệt khó khăn và 4 xã vùng 2. Tỷ lệ hộ nghèo chiếm 57,28%, hộ cận nghèo 10,28%, cơ sở hạ tầng kinh tế còn nhiều khó khăn. Sau 7 năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn ở Vân Hồ có nhiều khởi sắc. Nông thôn mới thì được đổi thay rất là nhiều. Thứ nhất là về cái con đường nông thôn mới. Trước kia thì con đường bằng đường đất, đến giờ này thì đã bê tông hóa. Và thứ hai nữa là về cái mức độ phát triển kinh tế của người dân cũng được nâng cao. Đến nay, huyện Vân Hồ đã huy động trên 2.000 tỷ đồng để triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Hết năm 2020, bình quân toàn huyện đạt 12,36 tiêu chí mỗi xã, trong đó có 3 xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới, gồm Trường Khoa, Tô Múa, Vân Hồ. Qua cái thực hiện về chương trình nông thôn mới thì diện mạo của xã cũng đã được khang trang hơn, đời sống của bà con cũng đã được nâng lên và tình đoàn kết qua nông thôn mới ngày một được nâng cao và ý thức trách nhiệm của bà con đối với việc phát triển xã nhà cũng như là kinh tế gia đình cho các từng hộ cũng đã được ý thức cao hơn. Giai đoạn 2021-2025, huyện Vân Hồ tiếp tục phấn đấu có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, gồm Vân Hồ, Triềng Khoa, Tô Múa, Lóng Luông, Song Khủa. Bình quân tiêu chí của huyện đạt 16,8 tiêu chí mỗi xã. Trong đó, phấn đấu 2 xã Vân Hồ, Triềng Khoa đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 3 bản đạt bản chuẩn nông thôn mới và 2 bản đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Để người cao tuổi sống vui, sống khỏe và luôn là chỗ dựa tinh thần cho con cháu, trong những năm qua, huyện Yên Châu luôn chú trọng công tác tuyên truyền, tư vấn và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, nhất là tranh thủ mọi nguồn lực, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, triển khai thực hiện hiệu quả công tác khám chữa bệnh cho người cao tuổi. Đều đặn mấy năm nay, cứ có lịch khám sức khỏe định kỳ là ông Quảng Văn Thiềng, trú tại thị trấn Yên Châu, lại đến trạm y tế thị trấn để khám sức khỏe. Tôi thường 1 tháng và 3 tháng đến 6 tháng là tôi vẫn đi đến trạm y tế của thị trấn Yên Châu đây để khám và điều trị, được cấp thuốc điều trị cao huyết áp. Và từ đó nay thì sức khỏe nó được bình thường trở lại. Hiện nay đang trong thời điểm giao mùa, do vậy mỗi ngày tại khoa Nội Nhi, Bệnh viện Đa khoa Yên Châu tiếp nhận số lượng người lớn tuổi đến khám và điều trị các bệnh hô hấp trong những ngày gần đây tăng khoảng 30% so với bình thường. Để tránh những tình trạng mà thời điểm giao mùa những người bệnh mắc phải như này thì trước mắt là bệnh tăng huyết áp,
chúng ta phải giữ chế độ ăn uống mạnh khỏe, ăn nhiều rau quả, ăn nhạt hơn bình thường, duy trì cân nặng hợp lý, tập thể lực hàng ngày, hạn chế tối đa những thức ăn có yếu tố kích thích như là rượu, bia, thuốc lá. Khi có dấu hiệu như đau đầu, chóng mặt, choáng váng, tê bì chân tay thì nên đến ngay các cơ sở y tế để khám và chữa kịp thời. Theo thống kê, số người cao tuổi được khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế đạt khoảng 98%. Tỷ lệ người cao tuổi được lập hồ sơ theo dõi sức khỏe đạt gần 50%. Đối với những trường hợp mà bệnh nhân không thể đến trạm được, thì chúng tôi cử cán bộ đến tại hộ gia đình để khám và điều trị, rồi thì hướng dẫn gia đình các cái thực hiện các cái biện pháp phục hồi chức năng cho người cao tuổi. Đồng thời thì những cái trường hợp mà bệnh nhân mà phải cần kê đơn điều trị thì chúng tôi cũng có kê đơn và tư vấn về cái hỗ trợ trong cái bệnh nhân dùng thuốc và điều trị theo dõi sức khỏe. Đặc biệt trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Ủy ban Nhân dân huyện cũng đã chỉ đạo các cơ sở y tế rà soát tổng hợp danh sách người cao tuổi mắc các bệnh mãn tính để tư vấn sức khỏe giúp người cao tuổi. Tới đây muốn làm cái công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tốt tại địa bàn huyện Yên Châu, đầu tiên phải có sự vào cuộc của chính quyền địa phương từ cấp huyện đến xã, bản, nhất là cái hệ thống trưởng bản rồi kiêm bí thư bản ấy, rồi là phụ trách mặt trận tổ quốc, và cũng phải đồng hành với một số cái ngành, ví dụ như là Viettel, VNPT, để chúng ta quản lý theo cái công nghệ 4.0 để chúng ta xuyên suốt được những cái thời gian mà theo dõi và chăm sóc người cao tuổi được tốt hơn. Quan tâm chăm lo sức khỏe và đời sống vật chất tinh thần cũng như phát huy tối đa vai trò của người cao tuổi là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Từ đó tạo điều kiện để người cao tuổi ngày càng được sống vui, sống khỏe và luôn là điểm tựa tinh thần cho mỗi gia đình chúng ta. Thời gian qua, cùng với đảm bảo an ninh trật tự, an ninh biên giới, lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Sơn La đã xung kích đi đầu trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Lực lượng biên phòng đã thành lập 51 tổ chốt chặn trên tuyến biên giới, đấu tranh phòng chống với các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các lực lượng đóng quân trên địa bàn tuyên truyền vận động hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, phối hợp với trung tâm y tế các huyện biên giới tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong nhân dân được 434 buổi với hơn 12.000 người tham gia, phát hơn 10.000 tờ rơi và 12.750 khẩu trang, 3.500 chai nước sát khuẩn tay cho nhân dân. Xác định chống dịch như chống giặc, lực lượng bộ đội phòng tỉnh đã chủ động tích cực triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, ngăn chặn hiệu quả các nguy cơ từ bên ngoài, không để dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn. Thông tin trên đã khép lại chương trình thời sự chiều nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt. Tin nắng nóng và cảnh báo mưa dông trên phạm vi tỉnh Sơn La. Dự báo do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng về phía đông nam, nên ngày 30 tháng 3, tỉnh Sơn La nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Cảnh báo đợt nắng nóng này, tỉnh Sơn La có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 2 tháng 4. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1. Cùng với đó, qua theo dõi trên ảnh radar thời tiết Fadin cho thấy, mây đối lưu đang phát triển và có xu hướng di chuyển về phía các huyện Sông Mã, Sốp Cộp, Thuận Châu, Mộc Châu và Vân Hồ. Cảnh báo trong những giờ tới, những đám mây đối lưu này sẽ tiếp tục phát triển và di chuyển tới gây mưa rào và dông cho khu vực kể trên, sau đó lan sang các huyện Mai Sơn, Quỳnh Nhai, Mường La và thành phố Sơn La. Trong mưa dông, cần đề phòng xuất hiện lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo thời tiết toàn tỉnh Sơn La mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, vùng thấp và ven sông nắng nóng, độ ẩm 45-98%. Nhiệt độ Quỳnh Nhai 21-34 độ, thành phố Sơn La 20-34 độ, Mường La 22-39 độ, Mai Sơn 20-35 độ, Yên Châu 23-37 độ, Sông Mã 22-37 độ, Bắc Yên 21-34 độ, Phú Yên 23-36 độ, Mộc Châu 19-32 độ, Sốp Cộp 22-37 độ, Vân Hồ 19-32 độ, Thuận Châu 21-34 độ.